xưởng gỗ Mộc Lam Huy xin chào. Rất vui được gặp lại quý vị trong video lần này. Và hôm nay thì xưởng Mộc Lam Huy chúng tôi vừa xuất xưởng một bộ vân quốc đào chim. Vâng, đó là hàng cột 12, tay 12, chân 12 với chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Và đây là hàng VIP tại Mộc Lam Huy. Vâng, tổng quan thì đây là một bộ 6 món, bao gồm một ghế băng dài, hai ghế nhỏ, một bàn chè hộc kéo, một đôn cao hộc kéo và một đôn thấp. Vâng, thì nói về tiêu chuẩn VIP của Mộc Lam Huy, hàng VIP đó chính là hàng Minh Quốc đào chim với cái dàn tó đào chim đục tay và đục thủ công hoàn toàn 100%. Đó, dàn tó và rất là đẹp. Tất cả các cái chi tiết chạm khắc trên đây như Huy có nói rồi là đục tay hết và đục rất là kênh bong nhé. Đó, rất đẳng cấp, rất là đẹp. Và là hàng tay nghê, hàng tay nghê nguyên khối 12, không hề chắp ghép. Tương tự thì đây là hàng tiêu chuẩn VIP thì sẽ là mặt ghế liền, mặt ghế liền từ đằng sau ra đằng trước và từ đằng trước ngược đằng sau, không hề chắp ghép. Và tất nhiên là có đi dạo tay bèo và các chi tiết hoa lá tây lọng cong ở đây. Và tay là tay nghê nguyên khối. Tay nghê này là tay nghê dáng đẹp các bạn nhé, tay bèo nguyên khối, không có ghép ở đây. Đó, và dáng nghê này là dáng nghê chuẩn và đục chạm rất là kỹ. Và tiêu chuẩn VIP nữa tại Mộc Lam Huy đó chính là dàn chân đôn. Chân đôn thì thay vì thông thường làm chân 10 với chân 8 thì ở đây Mộc Lam Huy chúng tôi làm chân 12 luôn. Có nghĩa là chân thì to bằng với ghế con và to bằng bế băng luôn. Đây ạ. Đó, chân đôn 12 luôn, không hề thua kém với ghế băng hay là bàn. Đó là hàng VIP. Vâng, công khai với quý vị luôn, đây là sản phẩm đang có giá hiện tại tại Mộc Lam Huy là 40 triệu. Vâng, thì ở đây sản phẩm này nằm trong cái lô hàng thứ 3, là lô hàng mà Mộc Lam Huy chúng tôi thử nghiệm làm bàn đôn hộc kéo. Vâng, thì chúng tôi cũng báo với quý vị luôn là trong thời gian sắp tới thì cái bàn hộc kéo chúng tôi sẽ không sản xuất nữa, mà chúng tôi sẽ chỉ làm một đôn hộc kéo thôi. Còn nếu như quý vị yêu cầu làm thêm bàn hộc kéo thì chúng tôi sẽ tính phí thêm. Vâng, tại vì nguyên bản ban đầu thì là Mộc Lam Huy không hề có bàn và không hề có đôn hộc kéo quý vị ạ. Vâng, thì đây là một bộ ghế phải nói là rất là đẹp, rất là chất lượng. Dàn tó thì chúng tôi đã quay cho quý vị rồi, dàn tó đục tay. Và dàn tựa là tựa tứ quý, tựa cúc tùng trúc mai. Vâng, rất là đẹp. Với kích thước của ghế băng cụ thể như sau: chiều dài là 2m, chiều cao 1m2 và chiều sâu là 65. Ghế con chiều cao 1m2, chiều sâu 65 và chiều rộng là 90. Ở đây có một tiêu chuẩn VIP nữa trong hàng của Mộc Lam Huy trên cái hàng Minh Quốc đào này, thì các bạn hãy để ý giúp chúng tôi một điều, đó chính là cái dáng ghế này nó rất là cong, cái dáng tay rất là cong. Và ở đây thì đã được áp dụng kỹ thuật, đó là kỹ thuật tó móc bụng. Thì nhờ cái kỹ thuật tó móc bụng thì cái phần cột và phần tó ôm sát vào nhau tạo thành một hình tròn rất là đẹp. Và tương tự thì nó sẽ tạo ra một cái dáng ghế nó có cái độ nghiêng, chúng ta nhìn thấy nó có một cái độ nghiêng rất là đẹp và cái độ cong của mặt trước đó rất là tuyệt vời, cảm giác như nó bè ra hẳn so với hàng bình thường các bạn nhé, chứ không phải là chỉ là cong đâu. Đó, dáng nó bè ra luôn, nhìn rất là VIP. Vâng, thì hiện tại Mộc Lam Huy chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện một cái lô hàng nữa, là cái lô hàng thứ 4. Thì lô đó sẽ ra là 10 bộ, thì sẽ có một số hàng của cắt đã đặt trước và còn lại một số bộ thì chúng tôi cũng chưa có dám nhận. Từ vì hiện tại thì đã rơi vào tới cuối năm rồi, thì Mộc Lam Huy chúng tôi cũng không có dám nhận thêm các bạn nhé. Thì hiện tại nếu như các bạn thích sản phẩm này thì các bạn cũng hãy thông cảm cho chúng tôi một điều, là chắc tầm khoảng đến lúc nào mà có mộc chúng tôi mới báo, thì ai lấy bộ nào thì lấy, còn hiện tại thì chúng tôi không có dư hàng, hiện tại thì không có dư. Và tất nhiên rồi là chúng tôi cũng không có nhận trước, tại vì những cái sản phẩm này đóng rất là lâu và cái công đục cũng rất là lâu. Đối với Minh Quốc đào thường, dàn tó thường thì chúng tôi ra sẽ nhanh lắm,
nhưng mà ở đây là hàng đào chim, và ở đây là hàng nghê đẹp, nghê đẳng cấp chứ không phải là nghê thông thường. Thế cho nên là làm rất là lâu quý vị ạ. Và tất nhiên rồi là chúng tôi cũng làm chân đôn 12 chứ không có làm chân đôn 10. Vâng, một lần nữa thì đây là clip Mộc Lâm Huy giới thiệu tới quý vị về bộ mân quốc đào chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%, đang có giá ở thời điểm hiện tại là tháng 11 năm 2019 tại Mộc Lâm Huy là 40 triệu. Còn trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ cập nhật lại cái giá của cái bàn đôn hộp này nữa là xong. Vâng, một lần nữa thì Mộc Lâm Huy rất vui khi được giới thiệu tới tất cả quý vị khán thính giả về cái hàng mân quốc đào chim này. Và nếu như quý vị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Mộc Lâm Huy. Và tất nhiên rồi, sau tầm 2-3 tuần nữa nhé quý vị nhé, khi đó thì chúng tôi sẽ đóng dư sẵn những sản phẩm này là để nguyên mộc cho quý vị tới quý vị lựa thoải mái. Vâng, một lần nữa thì Mộc Lâm Huy xin chào và hẹn gặp lại ở những clip lần sau.